Con có nhìn thấy chú không? Thật sự, con không biết con đang làm gì. Chú biết con là ai? Và chú hiểu rõ từng ý nghĩ và việc làm trong cuộc sống của con. Nhưng có bao giờ con dành thời gian, một giây phút trong cuộc sống hàng ngày để tìm hiểu về cuộc đời của người cha nhân từ đã tạo nên trái đất này và đón nhận cái chết đau thương và tủi nhục trên thập giá này không? Xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là Thiên Chúa độc nhất, là Cha, là Chúa trời đã. Biết Chúa vua muôn loài, biết Chúa thương con người. Sống kia con người, biết con không là gì, chỉ là bụi cát mà thôi. Biết con thân phàm mềm, mỏng giòn muôn vàn yêu đuối. Biết con bao tội tình, để lòng xao xuyến. Con bao nghèo nàn vào đời tay trắng hư không, biết con bao nợ nần đời lòng thương xót tư nhân, biết con đang mù lo lạy ngài xin ngài cho. Lạy ngài xin Chúa cho con, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con, biết Chúa là hạnh phúc, là cứu độ con, là sức mạnh con, biết Chúa như khó. Biết con phục dường nào được làm con cái một nhà, biết con phục dường nào được gọi Thiên Chúa là Cha, biết con phục dường nào được ngài cho là bạn hữu, biết con phục dường nào giữ phần vinh phúc bao la.
để lòng trai đau mê. Biết con hư đời đời, được ngài thương tình yêu con. Biết con quên tình ngài, mà ngài chẳng tin không. Xin cho con biết chưa, xin cho con biết con biết chưa, là sự sống là chốn nghỉ an, là suối hồng ân. Biết chưa trong cuộc đời.